Có cô Hương ở nhà không? Cô Hương đâu rồi? Cô Hương đâu? Dạ, chào bà chị. Bà chị muốn tìm ai? Tôi tìm cô Hương. Nói với cổ là có bà Hai Lung ở Sài Gòn xuống đòi nợ. Thưa bà chị, ở đây chỉ có con The, con gái tôi, chứ không có cô Hương nào mà bà chị muốn tìm cả. Dạ, dạ, bà tìm con đó ba. Bà ơi bà, tôi lại bà. Bà làm ơn trả tiền cho tôi đi bà. Dì Hai, con lại dì Hai mà dì Hai. Dì làm ơn làm phước nhà trển trước giùm con. Con hứa với dì Hai, con sẽ nhờ chú Năm gửi thơ cho dì Hai. Con sẽ cố gắng đi làm để trả nợ cho dì Hai. Dì Hai thương con, về trển giùm con. Ráng làm hả? Cô nói sao? Con già này không có ngu đâu. Cô gạt ai chứ không gạt được tôi đâu. Bà chị ơi, nó thiếu tiền ai? Bao nhiêu? Mà chuyện gì vậy bà chị? Nó thiếu tôi 1,000, chưa tính tiền lời. Tiền của tôi là tiền ơn, tiền nghĩa mà. Cổ nói lúc này làm ăn không được, nên mượn tiền gửi về cho cha mẹ xài. Cổ nói 1, tôi hay 1. Cổ nói 2, thì tôi tin 2. Tại sao lại gạt tôi chứ? Vì Hai. Bà chị bớt nóng. Con, phải số tiền mà 2 tháng trước con gửi về cho ba má, đó phải không con? Dạ ba. Bà chị ơi, bà chị vui lòng thư thư cho tôi vài 3 bữa, cha con tôi sẽ hoàn lại số tiền đó đầy đủ cho bà. Cái miếng đất sau nhà người ta đã ngã giá rồi, vài bữa nữa người ta chồng tiền rồi, cái tôi y hẹn với bà chị. Bà chị vui lòng chờ tôi vài 3 bữa nghe. Dì Hai, dì về trển giùm con trước đi dì Hai. Buông tôi ra, tôi chưa có đi đâu hết á. Đừng có lôi kéo dì tôi. Cô nói sao? Cô gạt cha gạt mẹ cô được, chứ cô gạt được ai? Bà chị, con gái tôi tội nghiệp lắm bà chị. Nó thương cha, thương mẹ, nó đi làm ăn xa, nó kiếm tiền về cho cha mẹ nó xài, chứ nó có gạt dì ai đâu. Nó đàng hoàng mà. Ông ơi, ông tin con ông có ngày ông chết à ông ơi? Dì Hai ơi, con xin dì làm ơn về giùm con trước đi dì Hai. Dì giết chết con rồi dì Hai ơi. Buông tôi ra, tôi chưa có đi đâu. Để tôi nói cho tan quan hết. Tan quan gì? Con mình mà không tin sao được. Con gái tôi nó đàng hoàng lắm bà chị à. Xí, đàng hoàng, đàng hoàng cái cụ lôi á. Ông biết con ông nó làm gì ở trên Sài Gòn không? Nó làm đĩ đó. Hả? Dì Hai. Sao? Muốn gì? Nè, tôi xí vô hồn, tôi xí bùm bùm cho cha con mấy người ăn giọng gì ăn đi. Thứ đồ biếm mà. Xí. Trời ơi, tan nát hết rồi. Sao người ta lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Trời ơi, mày thiệt làm như vậy sao The? Mày hư hỏng đến vậy sao The? Ba ơi, con giết cha giết má con rồi The ơi. Mày không nhớ những gì ba má dạy sao The? Nhà mình nghèo thà cạp đắc ân, chứ không để ai khi dễ, không ai phỉ nhổ vô mặt ba má mày. Ba ơi, ba tha lỗi cho con. Ba tha lỗi cho con nghe ba. Tại sao lên Sài Gòn mày lại có thêm cái tên Hương? Tên The của tao như ma mày đặt, nó sâu lắm phải không? Mày đem liền cái tên The, mày liền cái tên The, không khác nào mày liền một quãng đời trong sạch. Rồi mày lượm cái tên Hương, ở đâu mày gắn vô? Sao cái tên Hương thơm tho là một quãng đời túi nát? Mày đi khỏi nhà tao, con quỷ. Mày
hạnh của gia đình. Thế tuy ba không có banh da xẻ thịt đẻ ra con, tuy ba không nhai cơm lúc con từng bữa, nhưng ba đã từng quạt cho con từ ngày còn đỏ hòm trong nôi. Con bước đi một bước, ba nở một nụ cười. Con mở miệng kêu ba, ba mừng như ai cho vàng cho bạc. Mỗi khi con bệnh con ho là ba lo ba sợ cả đêm ngày. Ba chạy thuốc men hết thầy nọ lớn thầy này, miệng sao cho con được mạnh giỏi thì ba ăn mới được ngon, ba ngủ mới được yên. Con ơi đêm khuya khi giật mình thức giấc, ba ngồi nhìn con trẻ tụng niệm cười trong giấc ngủ say, làm cho ba quên hết cả lao khổ đắng cay đã chồng cắt theo bao tháng năm dài. Ba ơi, ba thương con, con lỡ một lần ba tha tội cho con. Ba ơi ba, con ơi, cha mẹ nuôi con là mong cho con khôn nên người, thầm dễ dàng sau này cho con được nên chồng nên vợ. Con dạ, để cho rạng rỡ giống dòng, cho đẹp mặt nở mày, cha mẹ phải khi con đi muốn gánh bán bưng hay là làm thuế làm mượn, mà con gửi về cho ba mẹ một gói thuốc rê, một lá đậu heo hoặc là một miếng cháo khô. Những vật đó nó còn quý hơn vạn lần những đồ nhớ bằng như những cắm lúa là. Chờ ta, đứng dậy đi, bữa nay ta không đánh mày, nhưng đây nè, tiền bạc mày gửi về ba má mày mai rồi cho tao, tao không thèm. Mày ra khỏi nhà tao, mày ra khỏi nhà. Ba ơi, người đang nói chuyện với tao là sắc con the những tấm hồn con hương. Trước kia mày là đứa con gái đàng hoàng, mày lại đi làm bại hoại gia phong lễ giáo nhà tao. Tao cũng tin rằng mày làm ăn chân thật, chứ thật ra tao đâu về. Mày đem ban tiết trình ban khắp người ta để nuôi mẹ nuôi cha. Trời ơi, cái đồ quần mắt dài, đừng láo hách về đây mà làm nhục tổ tông. Con cúi đầu trầm lại ba. Thôi thôi, đừng có lại lục gian sinh. Ba tha tội xin ba đừng giận, con làm chuyện chi tất cả chỉ vì lòng con hiếu đạo. Mày đừng có thêm hai tiếng hiếu đạo nói với tao. Không có thứ hiếu đạo nào bắt con phải làm vậy. Mà những người cha mẹ nhận những đồng tiền hiếu đạo đó là những người cha mẹ vô liêm sỉ. Mày đi ra gọi nhà tao. Ba ơi, những đồng tiền con gửi về cho ba mẹ cũng giống như những lời con sám hối mà con thường đọc lên để tự an ủi trong những đêm phân. Ta
sầu thương theo ngấn lệ đôi hàng, quanh mình chỉ là góc chiếc chăn nghiêng, rượu hồng quen ngó bốn bề quạnh quẻ như bãi tha ma. Trước sau chỉ có đôi mắt thâm quầng lơ lao, soi bóng trong gương rằng cuộc sống của con giờ nhạo nát như mảnh khăn kia, dơ bẩn như vết rượu này, và sẽ tàn theo dĩa dầu hao bớt lụng canh dài. Chuyện đó đâu có ai xui mày, ai đưa đường dẫn lối cho bay. Có làm thì mà chịu, có làm thì mà chịu. Mày đi đi, sao mày nói hoài vậy? Còn mặt mũi nào trở về nơi này nữa, vậy con xin một lại này để đáp đền công ơn sinh đẻ dưỡng nuôi. Nếu hôm nay con lìa bỏ gia đình thì kể như con gửi xương nơi quê người đất lạ. Sợ sống buộc con phải rời bỏ gia đình, dẫu rằng cách núi ngăn sông, nhưng tình thâm con nguyện ghi khắc trong lòng. Bà nói với em con, đời không thiếu kẻ lọc lừa, cũng giống như con đã một lần bị dấp ngã. Bà nói với em con, đừng tin người thay quá, đến chừng hối tiếc thì đã chịu dở dàng. Tao không muốn mày nói nhiều, mày đi đi, tự hào đường từ đó trở về nhà này nữa. Mày còn lạng vạng ở đó, tao tự dẫn tao chết cho mày vừa lòng. Mày đi đi.